Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với video của Khả nè mọi. Và sau khi Khả đổi về giỏ đan nè, đó, thì sẽ đồ của Khả thì anh em vừa rồi cũng đã xem sơ qua rồi. Khả quay lại nhanh cho anh em một lần nữa. Thì Khả đang mang một set đồng bào mọi người, kèm với hiệu ứng phòng thủ lý làm chậm cũng khá đẹp. Phòng thủ 25, chậm 20 sinh lực cao. Thủ lý 19, làm chậm 20 sinh lực cao. Phòng thủ lý 15, làm chậm 40. Và được móc 80 chậm cho anh em. Và lượng phòng thủ Khả khá là ok luôn. Đó, rồi kèm với bao tay kháng hỏa 24 sinh lực hơn 100 chống 30. Và kèm với cây linh thiện này là cây linh thiện này thường thôi. Bây giờ Khải sẽ ép cây linh thiện lên hồng mỹ nè, thì sẽ có sinh lực 200, nội lực 200, loại sát nội công 250 và lượng làm chón 50 nha nè, thì sẽ đạt móc 80 chón nha mọi người. Đó, thì sẽ được ta móc 80 chón 80 chậm. Thì cái này thì đi hội động thì khá là trông mọi người. Rồi cái áo Khải đang mang phục hồi 50. Hiện tại Khải đang dự định là mang cái áo phục hồi 40 kháng lo trên 2x sinh lực cao, nhưng mà Khải chưa tìm ra, nên là mang tạm áo phục hồi 50 cho nó cũng khá là trông. Đó, kháng nè, kháng cả 50 nè, kháng cả 5 nè, kháng cả 5 nè, kèm ấn thủ lý 25. Lượng kháng này em thôi. Rồi bây giờ Khải đi ép linh tiệc nha nam. Để ép linh tiệc thì chúng ta cần một cây vũ khí linh tiệc thường, là cây vũ khí linh tiệc thường nè mọi người. Rồi bỏ ra, kèm với 2000 vạn và một bộ bí kíp. Bởi vì kiếp thì hôm qua Khải có mua nè, một cái Khải mua một cái thái cực kiếm phổ là nhân kiếm này, 4 kim nguyên bảo nè. Khải mua cái cuốn thái cực quyền phổ là 3 kim là 7 kim nè. Đó, 7 kim, 7 kim đúng không? Kèm với một cây linh thiệt thường. Cái linh thiệt thường này tầm 7 này chứ cũng tầm 6-7 kim gì đó. Chung là không tính cái phôi này, không tính phôi này. Đang tính bí kiếp là hết 7 kim nè. Kèm với 2 cao su nè, là 2 kim nữa là thành 9 kim. Kèm với 2 cao vạn, hai cái vạn tương đương 2 cao su nữa nè, thì ép hết khoảng tầm 11 kim đúng không? 7, 9, 11 kim đó anh em ơi. 11 kim mới lên được lên tiền nha anh em, chưa tính phôi nha, chưa tính cái phôi mọi người. Kể Khải mới lấy tiền vạn này được, Khải chuyển qua tiền vạn hôm qua con chiến ban thu được 11 kim hơn, 11 k hơn. Rồi bây giờ Khải giao dịch tiền vạn qua, Khải cất cái này đi ép cho anh em xem. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ video lên linh tiệc này một like chia sẻ hội chơi nữa mày. Và có sự đổi mới ở cái lần video này thì Khải sẽ chơi gì giỏ đan nha mọi người. 37k, ok. Rồi ép thôi. À thiếu một cái phôi nữa. Cái phôi này là nó có tên là, đâu rồi? Đây đây, một cục bảo thạch nguyên khoáng nè. Một cục bảo thạch nguyên khoáng này thì vài chục vạn thôi. Ok, ép lên linh tiệc cho anh em xem nha. Sứ giả linh tiệc, chúng ta sẽ ép tại vị trí tương dương. Nâng cấp, đổi trang bị xanh lấy nâng cấp linh tiệc, đổi vào rương linh tiệc, nâng cấp linh tiệc thành hồng mỹ linh tiệc. Ok, đây rồi. Khá là cái kiếm vỏ đan nha mọi người. Trang 2, trang 3, linh nhạc thái cực kiếm. Ok, anh em, điều kiện nè, đặt vào trang bị linh nhạc này đó. 100% lên nha anh em. Cái này mà ép lên hồng mỹ thì 100% lên nha. Sau này mà nếu ép lên từ 1, 2, 3, 4 lên tới cấp 10 thì nó mới có tỷ lệ xịn nha anh em. Còn tầm này thì lợi 100%. Một bảo thạch nguyên khoáng nè, một bộ với kiếm môn phái này đó. Thì với 2.000 xu, 2.000 vàng, ok. Thành công nha anh em đó. Ok, đẹp chưa? Loại sáng nó còn 250 luôn. Hãy mang vào luôn cho anh em xem. Hãy có hai cái nhẫn hiệp cốt nè, cốt một gia truyền kháng cả, quên gia truyền sức mạnh này. Không có kỹ năng nào mà phiên bản hồng kim môn phái á thì mới có kỹ năng nha nam. Còn phiên bản là phiên bản đồ xanh á, Adder muốn đẩy lên một chút xíu về cái hướng hồng kim ở cái vũ khí á, thì nó chỉ như vậy thôi. Nếu mà muốn có kỹ năng anh em phải ép lên là hồng mỹ lên tiệc lên nhạc thái cực kiếm từ cấp 1 cho lên đến cấp 10. Khi lên được cấp 10 nè, hồng mỹ lên tiệc cấp 10 á, thì nó mới được kỹ năng thiên địa vô cực một cấp nha mọi người. Đó, được một cấp duy nhất thôi. Nếu mà lên được cấp 10 hoàn hảo sẽ được một kỹ năng 9x nữa. Rồi mang vào đẹp luôn, quá tuyệt vời. Đó, tăng thêm được tay thêm được 100 mấy nữa, đẹp không nam? Ui, được tay gần 4k9 này. Đó, quá đẹp. Đó nam, sau khi lên thì Khả sẽ được cây vũ khí nè, hiệu ứng 50 chón nè, kèm với bao tay 30 chón là đặt móc 80 chón nè. Lượng kháng hỏa cũng đẹp không? Đó, sinh khí sinh lực luôn. Nón rồi nè, phần thủ lý làm chậm sinh lực 150. Đa lưng thủ lý làm chậm sinh lực 133. Đôi giày phần thủ lý
540 thì đặt móc 80 chậm. Đó, sẽ đồ quá ok luôn. Tầm này trâu lắm anh em ơi, nhìn dài vậy trâu lắm. À, một cái ấn phòng thủ lý 25. Một trang sức kháng cảnh 5, một mặt nạ kháng cảnh 5. Một phi phong kháng cảnh 10. Đó, quá chất luôn. Rồi, ốc kiếm xong rồi anh em ơi. Đó, đơn giản rồi thôi. Nói chung là từ một cây thường lên hồng mỹ liên tiệc thì chỉ tốn phí nhiều đó này mà, một bộ bí kíp 2 cao su 2 cao vàng, đó đơn giản là thôi. Vấn đề là cái cuốn bí kíp nó hiếm lắm nè. Còn sau này anh em ép từ cấp 1 lên đến cấp 10 á, cũng cần một bộ bí kíp như nè, cũng tương tự như lúc nãy, nhưng mà tỷ lệ thành công chỉ có 20-30% lên thôi anh em ơi. Cứ như vậy mà ép lên cấp 10, tỷ lệ 20-30% thôi, nó rất là thấp. Nếu mà ép lên cấp 10 thì mới được cái hiệu ứng là một kỹ năng 9x thiên địa vô cực như nè. Chung là khá là khôi, bí kíp ở server kiềm nó rất là hiếm nè mọi người. Không có rẻ đâu mọi người. Đó, bây giờ được coi. Ok nha, video này Khải sẽ up lên trên kênh đó. Anh em xem gì đó lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nha nè. Và bây giờ thì Khải sẽ dạo phải tìm cái áo mọc thử có không nha nè. Tìm áo mọc thay vào chỗ này luôn thì Khải sẽ lên được kháng lời khoảng tầm 5x 7 gì đó đẹp. Nếu bây giờ Khải lên mang áo 25 đi. Ở đâu? Nếu Khải mang áo đúng rồi. Nếu Khải mang áo này Khải đang mang kháng cả bắt một lộ 15 nữa. Nếu Khải mang áo 20 thì kháng lo trên 70 rồi đẹp. Nói chung kháng lo được 75 nữa đẹp. Đó. Có mảnh có mảnh áo nhu tình số 5 với mảnh nhẫn kháng hỏa số 2 không? Rồi, số mới đó thể mình toàn sốt nên mình không có đổi lại làm gì luôn. Giờ đi kiếm áo nam mọc thẳng lôi. Hello mà tiếng em ơi, cấp này like chưa đồ à anh, là sao em? Ô thầy tính chân vãi à nó. Là sao mau tiếng rồi anh không hiểu em ơi. Anh đang tìm một cái áo phòng hộ 40 kháng lo đẹp đẹp một tí, biết ai bán không? Like nhất chưa? Kiếm thêm à anh? Ừ mau tiếng ơi. kiếm thêm. Không đi làm á em? Hiện tại cái ạc kia là giao em cầm nó, em cứ vào cầm hoạt động nha em. Ạc một đường nam á. Không còn ạc thì cầm hoạt đó hoạt động thôi. Tại vì anh cũng rút lại bên kia. Bên kia nó ít hoạt động, ít online quá. Chỉ công thành nó mới online thôi.